Thưa với quý vị và các bạn thì sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái phần độ của chủ xe. Cái phần độ này là cực kỳ hữu ích và tiện dụng ạ, và rất đơn giản đây. Vỗ tay, vỗ tay. Thì mời quý vị và các bạn nhé. Khi mà chủ xe tắt máy ra khỏi xe này, ví dụ như chủ xe tắt máy ra khỏi xe mà quên chưa lên kính bất kỳ một cái tấm kính nào ở trên cái xe này và gương này, chỉ cần bấm khóa điện thôi ạ, chỉ cần một thao tác bấm khóa điện thôi, gương tự động gập rồi, kính tự động lên. Đấy, chẳng may là chúng ta quên chưa lên kính thì kính cũng sẽ tự động lên rồi, rất là hiệu quả. Và hoặc là quý vị và các bạn đang ngồi ở trong quán cà phê mà muốn ra xe của mình sớm, mà muốn cho mở ra cho nó thoáng để cho nó đỡ nóng lại, thì đây ạ, chỉ cần một cái thao tác nhẹ ở trên cái chìa khóa này thôi là kính xe cũng đã tự động xuống rồi. Đây là cái phần gương kính auto. Gương kính auto hết đấy ạ. Đấy là cái phần độ mà chủ xe đã độ lên. Đấy, rất là tiện lợi ạ. Khi mà chúng ta ra là mở xe thì ví dụ ta đang đứng ở trong ngồi trong quán cà phê, bấm cho nó mở ra cho nó xuống kính cho nó thoáng xe hết rồi, ta ra thôi. Đấy, thì ta ra thì nó lại lên. Hoặc là nếu như mà chúng ta không ra mở cái cửa này thì chỉ một lát nó tự động nó sẽ lên, hoặc là chúng ta có thể lại bấm khóa này. Lên từ từ. Đấy, quý vị các bạn thấy có tiện không ạ? Ôi, xuất sắc mẹ luôn. Cực kỳ tiện lợi và cực kỳ hữu ích. Đây là một trong những cái phần độ của chiếc xe này. Chiếc xe này độ tổng thành lên đến hơn 100 triệu tiền đồ. What the hell? Và đây là tôi giới thiệu riêng về một cái phần lên xuống kính thôi đấy ạ. Chỉ có hai nút trên chìa khóa này, đóng và mở thôi, mà nó đã có rất là nhiều tác dụng này. Đấy, chỉ với thao tác ở trên cái chìa khóa này thôi ạ, rất là tiện lợi, phải không quý vị và các bạn? Rất là tiện lợi. Đấy, rất là tiện lợi khi sử dụng chiếc xe. Lên hết kính luôn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.